Bởi vì chúng ta lưu ý này. Vì sao tôi lại nói cái chuyện này? Bởi vì nếu nói về web, web nói riêng và các phần mềm nói chung của mình, chúng ta phải lập trình nói chung, tất cả xoay quanh cái bài toán là quản lý, đúng không? Ví dụ các bạn làm trang tin tức, làm trang thương mại điện tử, làm trang quản lý về ERP, hay làm quản lý về các cái website khác, ví dụ như phòng thương mại điện tử, thì chúng ta định này, tin tức thì là quản lý về đối tượng là gì? Bài viết, comment, ảnh hóa các thứ kiểu, đúng không? Đúng chưa? Thương mại điện tử xoay quanh vấn đề là gì? Sản phẩm, hóa đơn, các đối tượng khác, đúng chưa? ERP, biết ERP là cái gì không? ERP là biết gì về các cái gì đấy? Có nghe bao giờ chưa? Chưa. ERP ấy, nó là các cái hệ thống quản lý nội bộ trong doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp. Ví dụ như hệ thống gì? Đơn giản như các bạn có để ý ở trên TV nó hay có cái trò là các nhân viên đến không dí tay vào một cái máy để điểm danh. Bởi vì ví dụ như tôi ngày xưa đi làm ấy, công ty nào cũng có cái đấy. Chúng mình có bên kia kìa. Biết để làm gì không? Biết dùng cái đấy để làm gì không? Điểm danh thôi à? Không phải đâu. Cái đấy á, nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được thời gian làm việc của một nhân viên. Có nghĩa kiểm soát được thời gian có mặt của một nhân viên tại cơ quan. Thật luôn. Ví dụ, nó sẽ tính là, ví dụ lần đầu tiên các bạn dí tay vào, đấy là thời gian check in, là thời gian bắt đầu các bạn có mặt ở cơ quan. Và các bạn ra vào, ra hay vào, các bạn đều phải dí bất tay, đúng chưa? Sau đó thì nếu mà hệ thống nào mà làm kỹ ấy, thì nó sẽ tính được cái thời, kể cả nó sẽ tính được cả thời gian mà các bạn đi ra ngoài trong một ngày luôn đó. Và nó sẽ tính cái thời gian cuối cùng, cái dí tay cuối cùng của các bạn với cái máy đấy, nó sẽ tính được thời gian check out, thì nó sẽ có cái giờ đến và giờ về, thì sẽ suy ra được cái gì? Chuyên cần. Từ chuyên cần để suy ra được cái gì của nhân viên? Biết không? Ví dụ những điểm chuyên cần ở trường để làm gì? Ai bảo thế? Cái này người ta nói về ý thức. Bao giờ ở trong công ty người ta cũng sẽ ưu tiên những cái thằng chăm chỉ và làm được việc. Nhưng mà nhiều tình huống xảy ra, ví dụ như tôi chẳng hạn, không chăm chỉ nhưng làm được việc chẳng hạn thế, đúng không? Thì người ta nếu mà công ty khó khăn chẳng hạn, cần phải, ví dụ là người ta sẽ có đến cuối năm bao giờ là chẳng hiểu rằng là động viên khích lệ nhân viên thì sẽ thưởng tiền cho mấy cái thằng có ý thức tốt này, rồi các thứ, đúng không? Người ta sẽ thưởng tốt, thưởng cao cho những cái thằng mà vừa làm được việc vừa có ý thức tốt chẳng hạn, đúng không? Thì dựa vào đâu để người ta quản lý được đấy? Dựa vào cái này. Mà cái việc điểm danh này, và cái việc điểm danh người ta có thể theo dõi được trên web. Theo dõi hoàn toàn thì nó có trên web nhé. Thì làm sao? Người ta thống kê được cái mức độ chuyên cần của nhân viên. Cái việc này khi bao giờ các bạn đi làm thì thấy nó rất là quan trọng. Đấy là vì sao mà người ta, ví dụ như khi mà các bạn đi làm ấy, bởi vì sau này ví dụ nghề của chúng ta thì hầu hết là team work, tức là làm nhóm với nhau để làm một dự án. Thì cái việc thằng này nghỉ hoặc là một thằng nào đấy đi nghỉ, nó vô tổ chức, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ công việc, đúng không? Thì đây nó là cái việc điểm danh này, nó là một trong những cái hệ thống ERP. Một thứ nhất, bởi vì trong ERP nó là một cái từ khóa lớn. Ví dụ hệ thống quản lý thông tin khách hàng là một dự án này. Rồi thì hệ thống quản lý về lương thưởng nó là một cái dự án cả, một dự án khác. Còn rất là nhiều cái dự án nữa ở trong cái ERP này. Và đặc biệt là những cái công ty lớn ấy thì lại càng cần ERP. Ví dụ FPT, hệ thống ERP của nó rất là lớn. Rồi thì tôi có một thằng sinh viên thằng Trung như vậy, nó đang làm ở VC Corp ấy.
cái bọn làm ra kênh 14 với Genka, Gameka có biết không? Có vào giờ. Đấy, thì bọn cái thằng đấy nó cũng đang làm một dự án RP giống như một dự án RP ở trong nội bộ của VC Corp. Cái công ty VC Corp toàn gọi là VC. Đó. Và chính bản thân tôi cũng có nhận được những cái dự án kiểu dạng là RP, ví dụ như thế này. Yeah. Ok, thôi này. Đây. Dự án thật chứ không phải là đùa đâu nhé. Đây này. Hệ thống gì? Quản lý nhân sự này, tính lương này, chấm công. Quá. Đây, RP đây. Đây dự án có thật nhé. Đó. Thì cái đối tượng cần được quản lý của cái thằng RP này là nhân viên này, lương này, đúng không? Rồi thì khách hàng, đúng không? Rồi thì công việc này, rất là nhiều các thông tin liên quan. Thì thế cho nên là tóm lại là chúng ta làm web là liên quan đến bảy quản lý, đúng không? Mà quản lý như này, nãy giờ chúng ta đã nói đến các cái những cái từ mà tôi nói này, các bạn nhìn thấy nó ví dụ ở trong ba loại từ là danh từ, động từ, tính từ, thì chúng ta thấy nó là cái gì? Đấy, tất cả đều là danh từ, đúng không? Danh từ. Và để quản lý nó dễ dàng được hơn á, thì chúng ta đưa những cái danh từ này, những cái thứ mà chúng ta cần phải quản lý này, trở thành đối tượng để nhóm lại làm việc tập hợp nó dễ hơn, được chưa? Đó, đấy là một cái. Và cái thứ hai chúng ta để ý nhá, ví dụ thằng tin tức này khi mà đưa thành đối tượng thì nó có những cái thứ gì? Tin tức thì luôn luôn có là ảnh tin này, đúng không? Tiêu đề này, nội dung này, tác giả này, rồi gì nữa? Ngày tạo này, ngày đăng này, đúng không? Đúng chưa? Tiếp theo thì thằng hóa đơn thì có những cái gì? Tên khách hàng này, mã hóa đơn này, tổng số tiền này, đúng không? Địa chỉ giao hàng này, đúng chưa? Còn ba chấm những cái thứ khác nữa. Tiếp theo thì cái gì? Sản phẩm thì có gì? Tên sản phẩm này, rồi thì giá này, ảnh này, màu sắc này, đúng không? Thế bây giờ quay lại một bài toán nhỏ của chúng ta, ví dụ như quản lý cơ sở vật chất ở trong cái một cái phòng ở trường mình à, đúng không? Ví dụ như bàn ghế, các bạn có thể có thấy được nó có những cái thuộc tính gì? Kiểu dáng này, màu sắc này, chất liệu, hãng này, hãng sản xuất, thời gian bảo hành này, đúng không? Giá cả, số lượng này, đúng chưa? Cái quạt trần kia các bạn thấy nó có những chức năng gì? À, có những cái tính năng, à, có những cái thuộc tính gì? Màu sắc, kiểu giá, giá thành, hãng, gì nữa? Số lượng, gì nữa? Trạng thái là có chạy hay không? Như ở đây là không chạy này, đúng không? Như ở đây là không chạy này, chuẩn chưa? Đó, thì nãy giờ chúng ta đang nói đến các cái gì? Đối tượng thì nó luôn luôn đi kèm một thứ người ta gọi là gì? Thuộc tính. Thuộc tính, được chưa? Đó, thuộc tính thì thường thường thuộc tính nó sẽ là cái cặp key bằng một cái value nào đấy. Đó, đây là cái tổng quát key value, đúng không? Ví dụ nãy giờ tôi đều nói đấy, thuộc key value thì ví dụ như màu sắc, ở đây là màu gì? Xanh. Màu sắc vàng, đúng không? Chất liệu gỗ, chất liệu sắt, đơn vị là sắt gì, có thể gọi là kim loại, đúng không? Đấy là một cái. Thì đây là cái thứ nhất, chúng ta các cái bài toán của chúng ta nên nhóm những cái thành phần tham gia vào thành một cái đối tượng, và các đối tượng của chúng ta đều có chung một cái thứ người ta gọi là thuộc tính, đúng không? Bây giờ có hiểu không? Không hiểu hả? Ví dụ mô tả của tôi cái máy tính của ông, nó có những cái thông số gì? IP. Ừ. Tiếp. Hệ điều hành Windows. Hệ điều hành Windows. Phiên bản.
Hả? Phiên bản này anh nhìn đâu? Không bị ảo à? Bây giờ đang đi sai hướng rồi đấy. Cái máy tính mà. Đó. Những cái thứ ông đang kể nó chỉ là cái phần mềm thôi. Tôi đang kể, tôi đang yêu cầu mô tả cái máy tính thôi mà. Màu gì? Màu hãn. Ừ. Màu mạch. Ừ. CPU. Ừ. RAM chip. Đúng. Dạ, pin bảo hành. Đấy. Ví dụ như cái hệ điều hành ấy, thì có thể là kể vào đấy. Ví dụ ông có một cái thuộc tính là hệ điều hành, thì có thể kể cài với là Windows hoặc là Linux, đúng không? Chứ đừng kể cái nhắc đến cái máy tính là nhắc đến cái hệ điều hành. Hệ điều hành nó chỉ là phần mềm thôi, thích cài thì cài, đúng không? Tao đã mô tả được chưa? Em mô tả được không? Chiếu được đặt rơi đâu có dùng được không đấy, dùng được đấy, mới gọi là trạng thái màu. Ờ, kính buổi tối à? Thằng này hiểu sâu thế, mình còn không biết đâu cái buổi tối buổi sáng gì đâu. Ờ, đèn. Ờ, đèn. Giác cắm. Giác cắm bảo ngay. Ừ, chắc hết. Ờ đấy, thông tin. Sau này khi mà chúng ta quản lý một cái bất kỳ một cái gì đó, thì chúng ta phải dựa vào cái thứ nhất là ví dụ dựa vào các cái thông số mà khách hàng yêu cầu hoặc khách hàng cung cấp, hoặc dựa vào cái yêu cầu thực tế và sản phẩm thực tế, thì chúng ta mới phải thu thập các cái thuộc tính của nó gom vào một mối, được chưa? Đó, rất dễ. Đó là cái thứ nhất là thuộc tính. Bây giờ tiếp theo, ví dụ tiếp tục cái máy tính này. Chúng ta có thể tắt được máy tính không? Bật. Đập vỡ. Bát. Có được không hả Tâm? Nghe có vẻ xót ruột. Nhưng mà đập thì chắc không được. Tôi nói là có được hay không, nhưng tôi không hỏi ý kiến của ông. Được chưa? Có thể xảy ra không? Những cái thứ đấy các bạn vị thứ nhất để ý này. Những cái thứ đấy, nó ví dụ như bật máy tính, thì nó là một loạt các cái, khi mà bạn bấm một cái nút thôi, ở trên này nó có một cái nút này, các bạn chỉ cần bấm một cái nút thôi là nó sẽ phải xảy ra một loạt các thứ gì? Các gì? Hành động và ảnh hưởng đến các cái thành phần nằm trong cái thành phần thuộc tính nằm trong cái máy tính. Ví dụ nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn là bắt đầu nhận điện, đúng không? Cái đèn màn hình nó bắt đầu là phải sáng lên, đúng nhá. CPU bắt đầu chạy, quạt bắt đầu chạy, đúng không? Rồi tiếp tục này, ví dụ mô tả cái thằng Tâm này, mô tả đi, nó cũng là một đối tượng chúng ta cần phải quản lý mà. À, chiều cao, cân nặng, giới tính, tên, tuổi, nơi sản xuất, giá luôn đi. Này khó này. Giá bán thận, đúng không? Gì nữa? Chứng minh nhân dân. Đó, đấy là sau thuộc tính nhá. Thằng này có khả năng làm những cái hành động gì? Cười, khóc, ăn, ngủ, đi vệ sinh, di chuyển, đúng tâm. Có thêm hành động gì không? Có. Hành động chắc là nhiều. Vừa là hành động bí mật. Ờ, thì tóm lại đối tượng của chúng ta bây giờ, chúng ta khi mà nói đến một đối tượng thì chúng ta sẽ nói đến thuộc tính, và cái vế thứ hai sẽ luôn luôn nói về hành động của đối tượng là những cái gì. Và bây giờ chúng ta khái quát này, hành động của một đối tượng ấy thì nó sẽ là một tập hợp các cái sự kiện xảy ra, và các sự kiện đấy thường thường sẽ thay đổi thuộc tính của chính đối tượng là đang nói đến, đúng không? Ví dụ bật máy tính kia, đèn đang trong trạng thái tắt thì bây giờ là máy bật, đúng không? Pin đang không sử dụng chuyển sang trạng thái là sử dụng, đúng không? Ví dụ thằng Tâm này đang ở trong trạng thái đói, bây giờ thành thực hiện hành động là ăn thì sẽ chuyển sang cái trạng thái là no, anh cũng không biết trạng thái là đang ăn, đúng không? Thì đấy nó là cái khái quát về đối tượng.
Và các bài toán của chúng ta xoay quanh về hầu hết là tất cả những thứ đó có được. Được chưa? Vậy bây giờ vì sao chúng ta lại phải gom? Vì sao chúng ta lại phải gom? Và gom nó có lợi ích gì? Tí nữa tôi sẽ nói chuyện về cái thực thể sau. Bây giờ những gì lý giải vì sao chúng ta phải gom nhé. Ví dụ như sau. Sau này thằng Tâm và thằng Cương Tâm và Cương sẽ hai thằng cùng làm một hệ thống một trang tin tức. Hai thằng cùng làm một hệ thống một chuyện bình thường đúng không? Tâm sẽ làm phần danh sách bài viết. Danh sách bài viết. Cương sẽ làm chi tiết bài viết. Bài viết, đây là Cương. Đúng không? Trong một hệ thống mỗi thằng làm một chức năng thì là chuyện bình thường. Bây giờ, ví dụ danh sách bài viết này thì Tâm cần phải quan tâm đến là ví dụ danh sách thì nó sẽ là tên bài viết, ảnh đại diện, ảnh, rồi thì mô tả ngắn. Đúng không? Thì cái đối tượng này Tâm gọi là bài viết. Bài viết có các cái thuộc tính như này. Nhưng Cương lại giỏi tiếng Anh thì nó mô tả cái phần chi tiết bài viết của nó sẽ nó tạo một cái đối tượng tên là một cái biến tên là post. Ở trong này có các cái giá trị là title, image, rồi thì description, content. Có được không? Ví dụ thằng Tâm thì dùng các cái từ là tiếng Việt, còn thằng Cương chẳng qua nó chuyển từ tiếng Anh đâu. Đúng không? Được không? Thứ nhất là có làm được không? Được đúng không? Làm được không Tâm? Cốt ra thì chắc là được thôi, sẽ chạy thôi. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như này. Việc đang gấp. Bây giờ tự nhiên thằng Cương vợ nó đẻ. Nó phải nghỉ khoảng nửa tháng. Đúng không? Có chứ, chuyện đấy có thể xảy ra chứ. Thằng Tâm đang làm một phần cũng gần như vậy, cũng na ná như vậy. Tâm sang backup cho Cương. Bây giờ thằng này là ngu tiếng Anh. Bây giờ làm bất kỳ cái gì lại đi Google Translate. Hoặc là xong rồi Google Translate một nửa buổi thì còn có vẻ dễ chịu. Nhưng mà đến nửa buổi thứ hai là bắt đầu lại bực mình, mẹ thằng lợn. Sao lại phải viết, lại phải khổ sở viết tiếng Anh này là khó tao, đúng không? Các cái cột ở trong cơ sở dữ liệu nó như thế này, tại sao mày lại lấy ra là các cột nó đặt như thế này? Đúng không? Thể hiện cái đéo gì? Đúng không? Xong bắt đầu bố phải cày, đập mẹ hết đi làm lại, chuyển hết tiếng Việt để kịp tiến độ mà, đúng không? Có chứ, có không? Không à? Cố gắng làm cho nó thôi, đúng không? Đúng không? À, vừa làm vừa chửi như Chí Phèo. Thế còn được, như còn ngồi bên đập bia làm lại tiếng Việt thì chắc là cái thằng nó nhận nề mê, thằng nó điên mất. À rồi, ví dụ trong trường hợp xấu là thằng Tâm này dã tâm, nó chuyển hết phần cốt của thằng Cương sang tiếng Việt. Xong rồi khoảng 15 ngày sau thằng Cương đi làm lại. Ông lại nhìn thấy cái mớ cốt của mình lại chửi. Mẹ con lợn. Sửa cốt của bố. Lại ngồi sửa. Thế vậy thì một cái công việc làm đến mấy lần? 3 lần. Thì sao? Tốn thời gian, mệt mỏi, đúng không? Lợi ích không? Không. Chúng ta phải, ví dụ khi mà làm việc nhóm những cái thứ kiểu như thế này, chúng ta đưa hết vào một mối, đưa nó thành một cái đối tượng. Sau này tất cả những cái thứ chúng ta làm, chúng ta bê cái đối tượng này ra, ốp nó vào. Thì khi mà làm việc teamwork, chúng ta có lợi thế đó là cái gì? Mọi thứ nó đồng bộ. Đúng không? Mọi thứ nó đồng bộ. Hai thằng có thể là hỗ trợ nhau trong cái công việc của mình. Nó dễ bởi vì nó quy hết là một mối. Đúng chưa? Ngoài ra nữa là cái gì? Lợi ích là gì? Ví dụ bây giờ tự nhiên có thằng đệ... Bên mẹ tên. Tú. Tú. À không, thằng ngồi dưới. Mẹ. Thằng đệ Văn vào đây hỗ trợ cho hai anh Tâm với anh Cương.
đúng không? Thế là anh Cương đào tạo em Văn để phòng tránh trường hợp cho vợ anh Cương lại đẻ, đúng không? Để phòng hỗ trợ cho việc vợ anh Cương lại đẻ, nhưng mà vợ anh Cương chưa kịp đẻ thì vợ anh Tâm đã đẻ trước rồi, ví dụ thế, đúng không? Thế là thằng Cương đang làm thì lại điều thằng Văn sang hỗ trợ thằng Tâm làm cái công việc này. Bây giờ mọi thứ thằng Văn nó đang làm trong cái mô típ của thằng Cương là tiếng Anh sang bên này, lại nhìn thấy anh Văn đang dùng tiếng Việt, mẹ thằng ngu, đúng không? Có chuyện ấy xảy ra chứ? Thì là cái việc người mới vào, đây là người mới vào roi vào làm việc nó khó, đúng chưa? Ngoài ra nữa là thằng Tâm này viết một loạt các cái hàm, ví dụ như hàm con đổ vào con fix về cái URL từ cái tên bài viết này, đúng không? Hàm fix về cái số lượng người view này, đúng không? Viết một loạt các cái hàm ở trong này. Thằng này cũng viết một loạt các cái hàm ở trong cái có nghĩa là những cái hàm này nó kết quả nó gần tương đương, nhưng mà làm sao nó dùng tiếng Anh rồi, tên hàm nó khác rồi, thì là số lượng hàm viết ra nó gấp đôi, đúng không? Gấp đôi. Và làm sao thằng này cốt, nhưng mà thằng này đâu có dùng được đâu, đúng không? Không có yếu tố, đúng không? Do đó là cái effort, cái năng suất lao động thấp thì rất là chuẩn không? Đó, đấy là vì sao người ta phải chuyển sang đối tượng là tăng cái khả năng dùng lại code, tăng cái khả năng tương tác làm việc nhóm với nhau và đồng bộ hóa dữ liệu. Bây giờ ghi vào. Nãy giờ nói thì dài, nhưng mà tóm lại nó chỉ có 3 cái từ thôi, là chuyển sang đối tượng mà chúng ta sẽ có là đồng bộ hóa công việc, tăng cái khả năng review code và tăng khả năng teamwork khi làm việc. Tất nhiên là về khi mà sử dụng từ đối tượng thì nó còn có nhiều những cái điểm lợi khác, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần khái quát 3 cái ý thôi là quá đủ rồi. Ngoài ra nữa, ý nữa đó là khi mà chuyển sang đối tượng ấy, thì sau này mỗi đối tượng của chúng ta nó tương đương với một kiểu dữ liệu mới, ví dụ như này, chúng ta có thể có cái chúng ta ở trong PP thì chúng ta đang có bao nhiêu kiểu dữ liệu nào, cứ kể đi, quên cái nào thì chống đẩy cái đấy, thoải mái mà, xúc miệng đầu nào. Ví dụ như number là số, in thuộc là number rồi, và cha là cái nhạo gì vậy, đấy là DB mà, cứ đang nói PNP thôi mà. Thằng này chuẩn bị ăn cướp đầu năm rồi nào. Có số thì có gì nữa, chữ là string, gì nữa, đúng sai là gì, kiểu dữ liệu boolean, gì nữa, mạng array, gì nữa, rồi gì, null, hai cũng kể cái gì đâu, xuống chống đẩy, bạn chống đẩy luôn, đúng chưa? Nhưng mà chúng ta để ý này, các cái kiểu dữ liệu của chúng ta đấy, ví dụ chúng ta muốn mô tả lại một thằng Tâm này, con người, thì liệu có mô tả được không? Dùng bất kể loại nào các bạn nghĩ ra, có loại nào mô tả được một đối tượng thực thể? Ví dụ nha, thằng Tâm này có thể cái kiểu dữ liệu gần nhất có thể mô tả được nó, đó là array. Array trong PHP là theo kiểu dạng key value mà, đúng không? Nếu chúng ta có biến là đô la tâm bằng một mạng, có thuộc tính name là bằng tâm, à quên nhầm, có đây như này, đây như này,
Ví dụ chúng ta có cái biến tâm bằng một cái mảng như này đúng không? Có thuộc tính name bằng tâm đúng không? Gì nữa? Age bằng bao nhiêu về tâm? 19 đúng không? Gì nữa? Chứng minh nhân dân đúng không? Bằng xxx ví dụ thế được giờ đã thấy từng tâm chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đầy đủ thông số chưa? Chưa. Đây là chúng ta chỉ mới mô tả lại được các thuộc tính của tâm đúng không? Thằng này nó còn ăn ngủ đi vệ sinh các thứ các kiểu yêu đương các thứ nữa. Mô tả kiểu gì làm sao đưa được các cái hành động vào trong cái mảng này, có đưa được không? Không đưa được. Do đó để mô tả lại được một cái đối tượng ấy, để mô tả lại một cái đối tượng thì chúng ta vừa có thuộc tính vừa có hành động. Do đó chúng ta phải tạo ra một kiểu dữ liệu mới để phục vụ cho cái đối tượng của chúng ta, đúng không? Và các bạn ở đây, đây các bạn phải ghi cho tôi này, mỗi một cái biến đưa vào đối tượng, biến mà đưa vào đối tượng thì trở thành thuộc tính, được chưa? Hàm đưa vào đối tượng thì trở thành hành động, được chưa? Sau này chúng ta sẽ gọi, không gọi biến nằm trong cái đối tượng này là biến đâu, mà chúng ta gọi nó là thuộc tính, hàm thì gọi là hành động. Được chưa? Đây tôi thử cho các bạn coi nhé. Và đối tượng này chúng ta phải làm quen với một cái từ khóa người ta gọi là class, một cái lớp người dùng, à một cái lớp, một tương đương với một kiểu dữ liệu mới. Ví dụ animal là gì? Động vật, đúng không? Trong động vật này có các thuộc tính, ví dụ như kiểu là va là name, có phải biến không? Và là age, đúng không? Xong, kiểu dữ liệu mới đấy. Và bây giờ chúng ta khai báo một cái biến thuộc về cái kiểu dữ liệu mới này, thì chúng ta có đô la, ví dụ như là con lợn, con pig, bằng new animal. Xong, chúng ta tiến hành vadam nó ra. Vadam, chết mẹ nhỉ. Và đâm cái con lợn này ra. Được chưa? Thử nha. Localhost sược K31B1 sược L62. Đây này. Thấy gì? Đây là một cái biến con lợn này, cái biến pig này này. Nó là một gì? Object dịch trong tiếng Việt nó là đối tượng, đúng chưa? Thuộc loại đối tượng là animal, có các thuộc tính là name và thuộc tính là age, nó chưa có giá trị, đúng không? Chưa hề có giá trị gì. Đây, đây là cách tạo ra kiểu dữ liệu mới, hay còn gọi là cách tạo ra một cái gì lớp. Và đây là một cái biến thuộc về cái lớp kia, được chưa? Viết vào, làm đi, rất dễ thôi. Cốt luôn đi Tâm. Chúng ta hãy tưởng tượng đến cái việc chúng ta sử dụng hàm ở trong cái việc lập trình ngày xưa, thì hàm nó cũng có định nghĩa ra hàm và sự thực thi hàm, đúng không? Thì ở đây lớp của chúng ta cũng là định nghĩa ra lớp và sử dụng lớp. Class.
thử đi. Xong chưa? Học văn xong chưa? Chạy đi chưa? Chạy đi chưa? Có ai bị lỗi không? Có bị lỗi không? Rồi, chạy được hết rồi đi. Rồi, tiếp theo này. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa này. Đầu tiên là cái cú pháp của chúng ta sẽ là, đầu tiên là class, cái từ này, cái từ khóa. Được chưa? Từ khóa, sau đó đến, gì? Tên lớp, hay còn gọi là tên đối tượng. Được chưa? Sau đó đến dấu đóng ở ngoặc nhọn. Và ở trong này nếu mà chúng ta định nghĩa ra các cái thuộc tính thì là chúng ta sử dụng từ khóa là và đô la tên thuộc tính. Được chưa? Ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Xong chưa? Đó. Và ở đây để sử dụng cái một, để tạo ra một cái biến hay gọi là một cái thực thể thuộc về loại dữ liệu là animal do chúng ta tạo ra ở đây, đúng không? Thì chúng ta sẽ bằng new cái animal này, new cái đối tượng vừa mới tạo. Được chưa? Hoặc là ví dụ chúng ta tạo ra một cái lớp khác, class. Class khác tên ví dụ như kiểu dạng là song, là bài hát đúng không? Thì chúng ta sẽ có là và title. Và title này. Và author là tác giả đúng không? Được chưa? Thế vậy thì ở đây chúng ta có bài quốc ca bằng new song đúng không? Và chúng ta hoàn toàn có thể là copy cái dấu phẩy vào đây. Đúng nhá? Đây là kiểu animal, còn đây là kiểu song. Xong chưa? Được chưa? Đấy, tạo object cho nó rất đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Đây là biến đưa vào trong lớp thì trở thành gì? Biến đưa vào lớp thành thuộc tính. Biến đưa vào lớp thành thuộc tính. Tí nữa nói chuyện đến hàm sau. Được chưa? Rồi, tiếp này. Thế bây giờ với con lợn này, tôi đặt tên cho nó có được không? Chúng ta sẽ có đô la pick mũi tên name bằng con lợn này tên là con heo đúng không, đô la pick trở đến age bằng 2 tuổi đúng chưa, chuyện bình thường
Ví dụ bài quốc ca này, tôi sẽ cho nó cái title bằng tiến quân ca, đúng không? Quốc ca trở đến gì? Author bằng ai nhỉ? À? Cái gì? Không biết. Unknown. Được chưa? Rất dễ thôi. Chúng ta sử dụng cái mũi tên. Cái hình mũi tên, nhớ là không cách kiếc gì đâu nha. Thằng nào cách ra ăn vả ngay đấy. Tất nhiên là cách ra nó vẫn chạy. Rất là nhiều thằng viết như này. Hôm qua Vân Anh tìm kiếm cũng thế. Ăn vả ngay lập tức. Cái gì cách thì cách, chứ không phải cái này cách được đâu. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta va làm ra đi. Nhìn nào. Tập trung lên đây nhìn này. Thấy không? Cái đối tượng này là con heo. Tên là con heo. Tuổi là 2 tuổi. Bài hát này có tiêu đề là Tiến quân ca. Tác giả là không biết. Thấy không? Đây là cái hành động này chúng ta biết gọi là cái hành động gì không? Những cái thứ mà liên quan đến dấu bằng thì là hành động gì? À, đây gọi là gán giá trị cho thuộc tính của đối tượng. Được chưa? Gán giá trị cho thuộc tính. Xong chưa? Tiếp tục này. Chúng ta phân biệt với nhau một chút đi. Không là mấy hôm nữa là bắt đầu sẽ nghe chửi rất là nhiều về cái tội dùng nhầm, dùng sai. Rồi thì tại sao nó không chạy? Lỗi thu phát. Hiện tại ở trong BP chúng ta đang có các cái dấu này. Thứ nhất là dấu. Đây là một dấu. Một ký tự. Đây là một ký tự. Và bây giờ chúng ta có cái ký tự này. Tí nữa còn có ký tự này nữa. Được chưa? Bây giờ chúng ta phân biệt. Cái dấu này để làm gì? Trong cái gì? Trong kiểu dữ liệu nào đó? Cái này trong kiểu dữ liệu nào? Hai cái này trong kiểu là array. Được chưa? Cái này dùng để làm gì? Cái này dùng để làm gì? Hả? Khai bóng mảng á? Sao lại dùng cái này để khai bóng mảng? Cái này để truy cập đến phần tử nằm trong mảng. Ví dụ có biến x ở phần tử số 0. Cái này nhìn không quen không? À, đây là lấy phần tử, giá trị của phần tử số 0 ra khỏi cái biến cái mảng x này, đúng không? À, đô la y ở phần tử là name. Đây ý nghĩa là gì? Lấy trong mảng lấy cây là name là. Đúng rồi, trong mảng lấy y có giá trị là name ra. Đúng chưa? Cái con này hay là gì nào? Xét giá trị cho thuộc tính, à, cho cái phần tử name bằng s, đúng chưa? Không chưa? Rồi, đấy là xong rồi cái này nhá. Nhớ phân biệt cho rõ ràng đấy.
đô la x bằng một mảng h cái này là cái gì? Đó, cái gì mà x bằng 5? Đây là cái gì? Giống mũi tên như là cái gì? Gán giá trị cho một phần tử trong mảng, đúng chưa? Được chưa? Thế còn cái này bây giờ chúng ta mới học đúng không? Được, theo các bạn thì đây là cái gì? Cái dấu này ấy, thì cứ ở đâu nó tên là đối tượng thì chúng ta đem nó sử dụng được. Được chưa? Và chỉ có một cách này thôi nhá. Chỉ có một cách này thôi, không có cách nào khác đâu. Đây là giúp chúng ta tương tác với các thuộc tính nằm trong đối tượng. Chúng ta có thể là gán giá trị cho nó, đúng không? Hoặc là bây giờ tôi viết như thế này, các bạn thử xem nó là cái gì. Nhìn đây. Đây. Trong trường hợp nó đứng một mình và trong trường hợp đằng sau nó là dấu bằng, thì sau nếu mà đằng sau nó là dấu bằng thì chúng ta là gì? Gán giá trị cho thuộc tính, đúng không? Gán giá trị cho thuộc tính. Còn nếu mà trong trường hợp nó đứng một mình thì là gì? Hiển thị có gì nữa? Nó lấy giá trị của thuộc tính nào. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của cái dấu mũi tên này. Và nó chỉ dùng cho đối tượng thôi nhé. Trong thứ nhất là trong mảng không dùng được cái này, mà trong đối tượng cũng không dùng được cái này nhá, đừng bị nhầm. Phải phân biệt ra rõ ràng nó là biến. Biến đấy thì là biến gì? Nó là loại mảng hay là loại đối tượng thì sử dụng cái ký tự phù hợp. Xong chưa? Tiếp tục này. Xong cái phần này chưa đã? Rồi, tạm thời tôi bỏ cái quốc ca này đi. Bỏ cái song này đi luôn. Đây là chỉ là demo để giúp chúng ta làm cái phần định nghĩa, hiểu cái đối tượng thôi. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta đến với cái thực thể. Nãy giờ cái thực thể nó chưa hề xóa đi. Xem này. Đây là con chim bằng con chim không phải động vật đâu. Nãy giờ viết nó không báo đỏ báo đen gì đúng không? Thì chứng tỏ là chúng ta viết đúng cú pháp rồi. Syntax là không sai. Bây giờ nhìn thấy cái kiểu này thì chúng ta dịch nó như thế nào. Ví dụ bây giờ tôi chạy thử nhá. Nào, như nào. Hả? Gì? Sao lại thêm một đối tượng mới? Nào, ví dụ bây giờ đơn giản này thôi. Thằng Tú có phải con người không? Thật không? Thật gì? Thằng Dương có phải con người không? Không à? Nên mày là con quỷ à? Con gì? Con người. Con người. Hai thằng mày có chung đụng cái gì không? Hả? Có chung đụng cái gì không? Hả? Có không? Có cái gì? Không, đây là loại rồi. Kiểu dữ liệu rồi. Ví dụ cùng lớp cái gì? Đúng không? Mai thằng Tú bị đuổi học. Thế có chung nữa không?
Không đúng không? Hay là có khó thay đổi nhất là cái giới tính đi. Thằng Dương Mai sang Thái. Phẫu thuật chuyển giới. Thì có còn chung giới tính nữa không? Và bây giờ nha, quay lại vấn đề này. Quay lại vấn đề này. Hai thằng này là hai cái thực thể riêng biệt thuộc cùng một loại. Đúng không? Hai thực thể riêng biệt bởi vì hai cái thai thằng nó không dính với nhau. Đúng chưa? Ví dụ nhá, thằng Dương mà đổi giới tính, thằng Tú cũng bị đổi giới tính ấy, thì hai cái này nó mới là hai cái thứ nó dính vào chung một cái gốc. Đó là liên quan đến nhau bởi vì cái giới tính. Thằng này thay đổi, thằng kia cũng thay đổi, thì chúng nó là phụ thuộc vào nhau, đúng không? Nhưng ở đây thằng Dương có thay đổi giới tính thì thằng Tú nó vẫn là đực, đúng không? Chuẩn chưa? Bây giờ thằng Dương có đổi tên thì thằng Tú cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả, đúng chưa? Hai đứa này nó chẳng qua chỉ là thuộc cùng một loại dữ liệu thôi, nhưng mà chúng nó là hai cái thực thể khác nhau, không chung đụng cái gì cả, được chưa? Do đó thằng Dương có tên của thằng Dương, có tuổi của thằng Dương, có giới tính của thằng Dương, thằng Tú cũng vậy, chẳng liên quan đến thằng của nó ở đây này. Đúng không? Hai thằng này chẳng qua nó là thuộc cùng một loại dữ liệu thôi, nhưng mà nó khác nhau. Giống như hai cái mảng, chúng ta xét phần tử khác nhau thì chúng nó khác nhau, đúng không? Cái này dễ mà. Nhưng mà các bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn bởi vì chúng ta chưa làm quen với cái thằng này. Tí nữa đến cái zip nó mới khổ cơ. Yên tâm. Xong chưa? Nhá, nhớ nhá. Hai thằng này không chung đụng gì nhau cả. Chẳng qua nó giống nhau về thuộc tính, bởi vì chúng nó thuộc cùng một loại. Đơn giản thế thôi. Được chưa? Bây giờ nhá, các bạn tạo cho tôi một cái lớp là lớp con người. Lớp con người viết hết tất cả các thuộc tính vào trong này. Viết hết tất cả các thuộc tính các bạn nghĩ ra vào trong cái lớp đấy. Luôn, nhanh lên, cho các bạn 5 phút. Từ giờ cho đến 8 rưỡi. Được chưa? Tự làm nha, không phải nhìn nhõi ai đâu. Cứ thong thả mà làm. Nhớ để ý cách tôi đặt tên biến này. À, đặt tên lớp này, cách tôi đặt tên biến này. Con người.
không chưa? Dương không chưa? Cắm đầu làm sao ấy được, nhưng phải thò tay vào làm thì sau này mới khá được, chứ còn không ngồi nhìn thì còn lâu mới giỏi, lâu mới làm được cái việc gì. Website 3 cài tối đa là bao nhiêu file ATM nhỉ? Làm gì có cái gì gọi là tối đa? File ATM là tương đương với lại một cái màn hình đúng không? Ví dụ như tùy vào cái mức độ lớn nhỏ và cái mức độ ông có thể tưởng tượng được ra nó. Chứ còn thực tế ra ấy, hàng trăm cũng có, hàng nghìn cũng có. Thế nếu mà bây giờ một cái cái file sản phẩm này, nó có ảnh cả cái sản phẩm của một phần đấy, như là bán vàng này, thì nó sẽ chia làm hai cái bục và có phần dưới này, dài thêm một với cả hai, thì cái file bên cái file này là cũng có đặc điểm này. Chẳng hiểu người ta nói cái gì, nói cái gì dễ hiểu như thế nào? Nghĩa là một cái màn hình không? Màn hình bán sản phẩm thì nó nhiều quá, thì nó chuyển sang ở dưới nó có cái số nick 1 với cả 2 để mà chuyển sang một bên khác để xem. Cái thứ hai đấy là mình lại cũng một trang ATM nhau cả trong một trang. Ví dụ hình như phần của ông nói nó là cái phần này, cái gì này sao dạo này ở đây nó cũng bị ngáo ngáo của gì á. Treo máy đây đi, dạng như này đúng không? Đây này. Mỗi một lần sang là nó có thay đổi giá trị khác nhau đúng không? Cái cách hiển thị khác nhau đúng không? Đúng rồi. Đây. Đây vào đây đi. Đây. Đây nội dung nhá. Đúng không? Đúng không? Thỏa mãn chưa? Nó còn nhiều cách hiển thị lắm. Xong chưa? Xong chưa? Nào tôi thử nhá. Class. Con người đúng không? Con người. Có đứa nào đặt sai tên này không? Sẽ có thằng đặt như thế này. Đảm bảo luôn, chắc chắn là sẽ có thằng đặt như này. Thằng nào giơ tay nào? Giơ tay lên. Yên tâm là không phạt đâu. Một thằng, hai thằng, nào nữa? Lại còn thế này nữa. Như này á, Tú. Còn thằng nào đặt sai nữa giơ tay nào? Thế luôn. Còn đứa nào đặt khác cái như này không? Đây như này nữa. Như này hả? Ờ. Hả? Thằng Cương đặt như nào? Đặt tiếng Anh à? Rồi. Lưu ý này. Nếu là các cái từ mà cấu thành các cái từ mà cấu thành bởi hai cái gọi là cái gì ạ? Âm ấy. Được chưa? Thì phải viết như này. Tên class là phải bắt buộc phải viết như này. Tất nhiên viết như này và như này cũng chạy được. Nhưng chúng ta có một cái thứ người ta gọi là coding convention. Còn nhớ cách đặt tên biến không? Thì chúng ta cũng có cách đặt tên lớp theo quy chuẩn. Và bất kể ngôn ngữ nào người ta cũng tạo ra lớp đặt như này hết.
bất kể là tiếng là JavaScript, là PHP, Java hay là C# đều đặt tên lớp như này hết. Được chưa? Nó đều là theo kiểu camel cây, nhưng mà tất cả các chữ cái đầu tiên của mỗi từ viết hoa. Được chưa? Không bao giờ được đặt sai nhá, đặt sai tôi nhìn lần sau là cho ăn bữa đấy. Được chưa? Bởi vì sao tôi phải nói cái này trước? Bởi vì ở bên Poly á, học đến PHP 3 rồi tạo lớp ra vẫn là như thế này. Tôi nói thật đấy. Tức là nó học cái môn PHP là đến năm thứ 2 rồi. Bởi vì bên đấy làm web, học web ấy, học chuyên ngành web ấy. Thì nó học từ PHP 1, xong rồi làm học PHP 2, rồi học dự án 1, xong rồi sang PHP 3. Tức là học đến 4 môn liên quan đến PHP rồi. Vẫn cứ tạo lớp là như này. Nhá. Cho nên là tôi không muốn chúng ta rơi vào tình huống đấy, cho nên là tôi mới yêu cầu chúng ta phải bắt buộc phải đặt theo kiểu như thế này. Duy nhất kiểu như thế này thôi. Được chưa? Không đặt theo kiểu kia. Bởi vì nếu các bạn đặt theo kiểu kia kìa, sau này đi làm việc teamwork ăn vả lập tức, ngay lập tức. Được chưa? Bảo thằng này mày chẳng biết một cái gì cả. Xong chưa? Tiếp theo là tên, thuộc tính và gì? Và gì? Tên và gì? Tuổi. Thực ra cũng chẳng cần tuổi đâu, người ta thường thường dựa vào ngày sinh là loại ra tuổi. Được chưa? Và gì nữa? Quê quán và giới tính. Đây nha, tên thuộc tính thì viết như thế này được. Được chưa? Gì nữa? Chứng minh nhân dân. Đúng không? Tạm thời bằng này thứ thôi. Được chưa? Đây, đây tạo ra lớp con người này. Xong chưa? Bây giờ tôi tạo ra thằng Huy, đô la Huy bằng new con người. Đúng không? Thì thằng Huy này có tên bằng bằng gì? Đoàn dự. Huy này có tuổi có ngày sinh bằng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2001. Ví dụ thế. Đúng không? Quê quán bằng quên nhầm. Này là Huy trở đến quê quán. Đấy tôi cũng bị nhầm đấy. Quê ở đâu? Bắc Giang. Huy trở đến giới tính bằng gì? Gái à? Nam. Một 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 hai, ví dụ thế. Ví dụ thôi mà. Giờ tôi va đâm thằng Huy này ra. Đúng chưa? Đấy. Thích thì tạo ra cái thực thể khác. Ví dụ như thằng Nam, giới tính gay chẳng hạn. Những cái thằng đẹp trai thường bị gay mà. Mỗi tội thằng này xấu. Được chưa? Đây là ví dụ, lấy ví dụ thôi. Thì bài tập đầu tiên là chúng ta Dương ghi vào này. Ghi vào bài tập đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ phải thiết kế cái cơ sở dữ liệu cho cái bài tập lớn của mình. Tự làm cái này tôi nói từ lâu rồi đúng không? Hả? Chưa làm à? Không, làm cái HTML rồi. Mà kinh nhỉ. Thì mỗi một cái bảng á, nào lưu ý này. Mỗi một cái bảng trong cơ sở dữ liệu ấy, chúng ta tạo ra một cái lớp. Mỗi một bảng là tạo ra một lớp. Ví dụ như này. Ví dụ như bảng là user đúng không? Ví dụ tôi hay tạo như này. Ở trong này tôi tạo ra một cái thư mục tên là model. Trong cái thư mục model này tôi sẽ tạo ra một cái class tên là user.php đúng không? Đấy. Đúng không?
Ở trong này chúng ta sẽ có một cái là var là table. Cái bảng mà nó cái user này, cái lớp user này đại diện cho bảng là bảng user sc đúng không? Tôi hay đặt là user sc đúng không? Rồi thì tên các thuộc tính khác, ví dụ như kiểu là var $ username đúng không? $password và $email. Tên các cột, chẳng qua là tên các cột thôi mà, còn đây là tên bảng mà cái lớp này đại diện ở trong DB, xong đúng không? Sau này tôi tạo ra thêm các cái lớp nữa, ví dụ như class, cái này nó là ví dụ như kiểu là gì nhỉ, product.php, lại code php trong này, class tên là product. Thường thường ấy, nếu mà các bạn đã viết kiểu dạng như thế này này, thì tên file, nhớ nhá, tên file nó bằng luôn tên class, nó giống hệt nhau luôn, được chưa? Để copy lại cho nó nhanh, thì đây nó lại là và $ID này, và $ là name này, và $price, được chưa? Xong lại và $table bằng product sc đấy, chỉ đơn giản này thôi, được chưa? Mỗi một bảng thì tương ứng với một cái lớp y bảo thằng kia, hiểu chưa? Rồi bây giờ dùng các bảng này như nào, ví dụ như tôi dùng thằng product nhá, tôi dùng thằng product trong này nhá, tạm thời tôi sẽ comment hết cái mớ thằng huy hiếp này vào đây đúng không, tôi tạm thời tôi comment cái mớ này vào đây nhá, comment nốt cái mớ này đi, comment nốt cái mớ này vào, được chưa? Bây giờ tôi dùng này, coi này, tôi muốn dùng cái lớp product kia, tôi sẽ có là require one, cái file là model.product.php, xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến là cái bút bằng new product, thấy nó ra luôn không? Và đám cái bút và đài đấy, được chưa? Tách nó ra, đây là lý do vì sao tôi bảo là chúng ta teamwork này. Đầu tiên khi mà dự án bắt đầu ấy, sẽ có một thằng định nghĩa cho tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu, các kiểu dữ liệu cần thiết. Sau đó ví dụ thằng Tâm dùng thì thằng Tâm require nó vào, require cái file cần thiết vào, đúng chưa? Thằng Tú dùng, Tú require cái file cần thiết vào. Lúc đấy là cái lớp nó đã được định nghĩa ngay từ đầu rồi, chỉ việc dùng thôi, xong chưa? Đó, đấy là lý do vì sao tôi bảo là sau này ví dụ như thằng Tâm hay là thằng Cương vợ đẻ, thằng này vẫn sang backup được, hiểu chưa? Cái gì? Mà cái file nó đã require rồi thì là chúng nó cứ bê ra chúng nó dùng thôi, được chưa? Đó, rất dễ. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp này, bây giờ tạm thời xóa cái mới này đi nhá, có xóa được không? Hay là cứ để đấy? Thôi cứ để đấy nhá, tôi sẽ viết lên trên này. Tiếp này, các bạn đều nhìn thấy ở đây là tôi có các thuộc tính là ID, name, price, table đúng không? Đúng chưa? Thằng table này nó có sẵn một giá trị luôn này. Được chưa? Bây giờ coi này, cái bút này cho đến type bằng bút bi có chạy không? Đây, đây có chạy không? Không có thuộc tính sai. Bao nhiêu bảo bạn nó chạy giơ tay. 1 2 3 4. Rồi, 4 5. Thế tại sao các bạn khác bảo không chạy? Chưa có thuộc tính đấy. Rồi chúng ta xem kết quả nhé.
Thấy không? Nhưng mà nếu mà nói đúng ra ấy, chúng ta đây chẳng ai sai cả. Ở đây chúng ta không ai sai. Nếu mà các bạn, nếu mà các bạn là giơ tay đúng, tức là nó chạy ấy, thì nó đúng cái kết quả. Nhưng mà thực ra nếu mà nhìn nhận đúng ra ấy, thì cái đúng nhất của bạn chỉ tồn tại ở trong PHP và tồn tại trong JavaScript và một vài những thông dịch khác. Còn nếu mà các bạn khác mà bảo nó không tồn tại, nó không chạy được ấy, thì ý của các bạn cũng đúng. Nhưng mà đúng với cái ngôn ngữ là biên dịch. Và PHP của chúng ta là thuộc lại trong ngôn ngữ thông dịch. Vì sao lại có biên dịch và thông dịch? Ví dụ như sau này mấy sắp kỳ sau các bạn sẽ học Java đúng không? Sẽ học về Android đúng không? Đúng không? Thì các bạn sẽ hiểu là cái Android là một chữ biên dịch. Làm xong là phải dịch sang một cái mất một lần nữa là dịch sang một cái file. Toàn bộ code của chúng ta nó sẽ chuyển thành một cái file có đuôi là .ja. .ja hoặc là .vua nếu các bạn làm web. Sau đó cái b cái .ja này chạy thì nó mới chạy được. Thì khi mà các ngôn ngữ biên dịch ấy, thì chúng ta làm những cái class như này thì chúng ta phải định nghĩa ra tất cả các thuộc tính của nó trước, sau đó mới review được. Thì đấy là ngôn ngữ biên dịch. Thế nên tôi mới nói là cái ý của bạn là định nghĩa trước ra, phải định nghĩa trước, nên định nghĩa trước ra rồi mới sử dụng thì nó cũng đúng. Nhưng mà với các ngôn ngữ thông dịch thì chúng ta không cần lấy giờ từ trước giờ chúng ta làm, đâu cần phải qua một cái bước và tạo ra một cái file gì đâu, đúng không? Chỉ bê toàn bộ sơ cốt của mình vứt lên trên con Apache và chạy, đúng không? Do đó là chúng ta có thể hoàn toàn thích thì tạo được tính thoải mái, được chưa? Thích là tạo thôi, thích là dùng thôi. Đó là cái lợi thế của các ngôn ngữ thông dịch. Thì nó sẽ khi mà làm như này này, nó vừa có điểm lợi, nó vừa có điểm yếu. Đó là thứ nhất, điểm lợi là gì? Các thuộc tính của chúng ta nó mềm dẻo, tùy thuộc vào người lập trình. Thích tạo cái gì tạo, thích xử lý nào thuộc tính, đúng không? Nhưng mà cái điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của nó là nếu mà đã dùng như thế này ấy, thì tôi vứt mẹ nó cái đoạn này đi không? Tôi vứt cái đoạn này đi cho nó nhanh, đúng không? Nãy giờ có dùng cái đâu, vứt mẹ đi rồi nhanh, vẫn chạy, đúng không? Thì nó sẽ làm sao? Không đồng bộ, đúng chưa? Nó không đồng bộ. Nhưng mà hầu hết các cái người code PHP đặt ra tạo ra class hầu hết là tạo ra kiểu cách như thế này, viết như này. Rất ít class mà viết đầy đủ các cái thuộc tính ra, bởi vì người ta sẽ làm việc làm sao cho nó dễ dàng nhất với mình và nó phù hợp với cái convention của dự án là sao hết. Được chưa? Lưu ý nhá, đấy là về các thuộc tính và cách các cái tạo ra các lớp của chúng ta. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp tục nhá, cái phần này hơi mệt đấy, nếu mà làm rõ ràng là hơi mệt đấy, nên là phải cứ từ từ mà làm, từ mà học. Rồi đây, coi này, tiếp tục tôi quay lại với cái lớp là animal và lớp động vật, được chưa? Nhớ được những cái gì vừa nói không? Nhớ nhá, cái lớp, cái thuộc tính ấy, trừ khi cái nào cần thiết, còn không cần thiết thì vứt, được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc cái đấy với PHP. Thằng Thanh vải, thằng Tú phát cho tôi phát. Nhiệt tình vào. Đấy người ta gọi là, đấy gọi là sờ mặt nhau. À, tiếp theo này, bây giờ chúng ta dừng lại cái việc thuộc tính ở đây. Dừng cái thuộc tính ở đây. Chúng ta sẽ sang một loại nữa là gì? Hành động. Thì tôi nói rồi, hàm chuyển vào lớp thì trở thành hành động. Ví dụ chúng ta có một cái function, được chưa? Set chẳng hạn, được chưa? Hoặc là moving đi, moving là di chuyển, đúng không? Chúng ta ở đây chúng ta echo ra gì? Tôi là động vật, để ngang, tôi đang di chuyển. Như này có được không?
Tôi là động vật, tôi đang di chuyển. Được không? Bây giờ tôi có thằng Huy bằng new animal. Bây giờ Huy trở đến name bằng Đoàn Quang Huy. Sau đó Huy gọi đến, các bạn nhìn đây, tôi trở đến, các bạn nhìn thấy cái chữ moving nhá. Được chưa? Nó là function đúng không? Xong. Đây là định nghĩa ra hành động này. Chúng ta định nghĩa ra hành động này, đây là chúng ta thực thi hành động với cái thực thể là Huy. Được chưa? Thế vậy khi mà chúng ta gọi cái việc này, ví dụ cái thằng Huy này gọi cái hành động là di chuyển, thì cái code nằm trong này nó sẽ được thực thi. Đúng không? Hàm bình thường là đều là như thế. Các bạn code đi. Xong rồi chạy xem nó ra cái gì. Tôi thêm một cái BR vào đây. Xong chưa? Hả? Rồi, bây giờ chạy. Đúng là tôi là động vật, tôi đang di chuyển không? Đúng chưa? Tiếp theo, tạo ra thêm một thằng văn nữa bằng new animal. Thằng này cũng là thằng, cũng name, chết mẹ nhầm. Nguyễn Anh Văn à. Rồi xong, thằng Nguyễn Anh Văn. Nếu mà viết như này thì nó sẽ hiển thị như nào? Hiển thị như nào? Nếu tôi code như này, đúng như này thôi. Hiển thị như nào? Hả? Mấy lần? Hai lần đúng không? Bởi vì thằng Huy này cũng chạy mà thằng Văn này cũng chạy. Kết quả nó hiển thị hai lần. Nhưng mà nếu mà hai lần này có biết là của thằng nào đi di chuyển không? Không. Tôi muốn hiển thị là tôi là Đoàn Quang Huy, tôi là Nguyễn Anh Văn, tôi đang di chuyển chẳng hạn. Có được không? Hả? Có được không? Được như nào? Được nhưng mà em không biết đúng không? Rồi, đây. Hai cái string nhá. Chúng ta có một cái biến là biến $this trở đến name hoặc là trở đến bất kỳ cái thuộc tính nào. This là gì? Đây. Đây. Đúng không? Chúng ta có thể gọi nó là nó. Chính nó. Thế chúng ta xem kết quả đấy nhá. Xem kết quả đây này. Xem kết quả đây này. Từ từ ấn code xem kết quả đấy nhá. Thấy gì? Có tên đúng không?
bây giờ tôi cho thằng Huy này chạy một phát nữa sau thằng Văn, đúng không? Thấy gì? Rồi bây giờ zip là gì? Có code rồi, có ứng dụng rồi, có kết quả rồi, bây giờ zip là gì? Zip là gì? Zip là gì? Nam nhìn lên cơ hội giữa tổ dịp này, chính nó ở chỗ đấy thôi, là chỗ nào không biết à? Cái chỗ này nó đôi đúng không? Không nhá, làm cũng được để chống cãi thì không gì đâu. Kiến thức cũ không quen, kiến thức mới thì không biết. Để cũng chả chống cãi lắm thế. Nào hàm cú, dít là gì? Ngành hệ số chống cãi Việt Nam chống đỡ buồn. Dít là trò thẳng đến thế. Trò thẳng đến thế thôi. Đối tượng đấy là đối tượng nào? Muốn, làm sao mình muốn được? Bao nhiêu đủ đấy? Ai đó đang chắc mình lái mà. Đấy. Con báo từ đầu cũng không được. Đấy, tìm cái học thêm nó vào đấy. Mày đang kéo gió, kéo gió. Đấy. Rồi, dùng pháp gì này? Quýt. Xóa nó là quýt ở dưới. Dít là gì? Thằng này còn ghét bút cháp cái gì, mày làm xong chưa? Mày đã ghét bút cháp rồi. Này bảo sao cứ đần độn suốt ngày thôi, khổ. Sao dít là gì? Lưu ý nè. Ở đây chúng ta có gì? Biến là huy là một thực thể đúng không? Gọi là thực thể mới đúng. Đúng không? Thằng huy này di chuyển. Thằng huy này di chuyển vào trong kia, nó sẽ echo ra một cái đoạn text là tôi là cách là cộng với zip. Zip thì chúng ta hay dịch ra đây là cái zip này này, nó chính là cái thực thể đang thực thi hành động, đúng chưa? Cái zip này là thực thể đang thực thi hành động, nó là thằng này đang thực thi đúng không? Thì cái tên lấy ra cái zip trở đến name tương đương với cái huy trở đến name, đúng chưa? Thì huy trở đến name thì name của huy là gì? Đoàn Quang Huy cộng với tôi đang di chuyển, đúng chưa? Tiếp theo thằng Văn trở đến moving, à kia lại tôi là zip trở đến name, zip là của thằng Văn, tên của thằng Văn là Nguyễn Anh Văn thì hiển thị vào đúng cái vị trí đấy, cộng với tôi đang di chuyển, được chưa? Zip là chính cái thực thể đang thực thi hành động, được chưa? Cái từ this này nó tương đương với cái chính cái thực thể đó mà có thể truy cập, tương đương với việc là có thể là truy xuất, tức là lấy giá trị của bất kỳ thuộc tính nào của cái thực thể ra hoặc là thay đổi giá trị của thực thể đấy, được chưa? Thế tôi mới gọi là chữ là cái chữ thực thể nó đúng hơn, đúng chưa? Đó, và bây giờ ví dụ tôi có thêm một cái biến nữa.
Tôi có một cái biến là va là moving time. Số lần mặc định bằng 0. Sau này ở đây tôi sẽ mỗi một lần nó di chuyển tôi sẽ có là this cho đến moving time cộng cộng. Đúng không? Sau đó ở đây tôi sẽ có là tôi đã đang di chuyển đóng mở ngoặc. Đóng mở ngoặc đô la this cho đến moving time lần. Bây giờ thử nhá. Thấy không? Của thằng nào thằng ấy tăng. Bây giờ tôi dạo tăng của thằng Huy này lên 5 lần. Của thằng Văn vẫn là 1 lần. Đúng chưa? Thuộc tính của thằng nào thằng ấy tăng. Đây, nó thay đổi giá trị đây. Mình chờ ghi chép vào. Được không ạ? Được rồi. Không nhớ. Đây là bài tập về nhà. Bài tập về nhà. Dương ghi vào nhá. Làm luôn ở đây để có hỗ trợ. Các bạn phải đưa lên rồi crack đi. Đấy. Các bạn đang đi kết tới hạn. Crack đi. Ô. Nó không crack thì sao tôi giải? Tạo ra cái database. Tên là L62 lesson 62. Trong này có một cái table. Một cái thì không cần nhiều đâu. Table là category. Trong này có ID, name, image và description. Cái này là INT, AI, PK. Cái này là VACHA. Cái này là VACHA. Cái này là TEX. Được chưa? Bây giờ yêu cầu chúng ta tạo ra lớp. Tạo ra cái lớp là đây được tạo luôn. Và chúng ta sẽ phải viết code ở trong này. Ví dụ tôi tạo ra cái lớp tên là category.php. Đúng không? Trong này chúng ta sẽ có code ở trong này. Class bằng class category như này. Chúng ta sẽ có cái biến là biến va là table đô la table bằng categories. Đây là tên bảng đúng không? Xong chưa? Ở trong này chúng ta sẽ có cái va. Và ví dụ như host hôm trước ấy, bằng 127.0.0.1 đúng không?
rồi va đến cái gì nhỉ, DB name à, va đến DB name bằng gì, gì lesson 62 thì thuyền đây là DB username root chẳng hạn, còn DB password PWD là bằng 123456, đây là của tôi nhé, của các bạn nó khác đấy, được chưa? Sau đó chúng ta có cái, có thể là có cái hàm function ở đây là getOwn, hàm getOwn ở đây, được chưa? Thì chúng ta có cái biến con bằng cái gì, new PDO chẳng hạn, bằng cái gì đấy dựa vào các thông số này thì lấy ra zip trỏ đến cái gì đấy, đúng không? Xong chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái gì, cái biến gì, query bằng ni à, bằng à, câu lệnh là select sound from cái gì cộng với this trỏ đến, trỏ đến gì, dollar table, đúng chưa? Xong execute và return, return ra ở đây nó sẽ là yêu cầu, yêu cầu ở đây là hiển thị danh sách, danh mục trong DB, đúng chưa? Đúng không? Thì giờ chúng ta dùng như nào? Chúng ta có cái trang index này. Thôi thì tôi sẽ có một cái file khác đi. Đây là incatenate-lib.pp, đúng chưa? Ở đây tôi code pp này. Ở đây tôi sẽ dùng ví dụ như này. Require one cái file là model-category.pp, đúng không? Sau đó tôi có cái biến là get model bằng new category. Bây giờ tôi sẽ lấy ra, đây là danh sách, danh mục bằng get list bằng đô la get model trỏ đến get own, đúng không? Bởi vì ở trong này cái thằng này nó tiến hành là return, return kết quả, return cái return không chẳng hạn. Ví dụ, để ví dụ như này, ví dụ đây nó là kết quả của câu lệnh SQL, đúng không? Đúng không? Câu lệnh SQL này thích thì tôi va đâm ra, va đâm ở đây cho chúng ta là query, được chưa? Get list này chúng ta get get model old, đây coi này, get trừ list, à quên, cái này nó là cái ấy thôi, PDO nó phải có giá trị đúng không? Giống như hôm trước chúng ta làm á, đây này, thấy không? Select sound from category này, category này nó chính là cái this table này, đúng không? Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ hiển thị tiếp theo ở dưới này là hiển thị danh sách, danh mục vào trong table. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra các hàm nữa. Ví dụ như function insert, function insert này, function update, function delete, đúng chưa? Function file one nhận vào cái tham số là id, được chưa? Thì trong này câu lệnh của chúng ta, câu query sẽ là cái gì? Câu query nó sẽ là vẫn là select sound from this table, đúng không? Đúng chưa? Cộng với chuỗi là gì nữa? Cách là where id bằng, bằng với dollar id và lại fetch all kết quả ra ngoài, trả ra, được chưa? Hoàn thiện cho tôi, chủ yếu là hoàn thiện cho tôi bốn cái hàm này nha, viết code hoàn thiện và test trông có vẻ ngấy, không có gì khó đâu, nó chẳng qua nó là dùng, nó là để cho chúng ta thực thi cái, giúp chúng ta ghép cái phần DB vào trong này thôi. Bởi vì chúng ta để lưu ý này, đây này, lưu ý này,
như bình thường đợt trước tôi hướng dẫn chúng ta ấy, cái phần lấy danh sách này ra này nó là một loạt các cái câu lệnh lằng ngoằng khác đúng không? Rất là dài. Bây giờ lấy ra danh sách các bạn thấy còn có 3 dòng. Còn có 3 dòng. Đúng không? Sau này nhá, đây, tương lai của chúng ta đây này. Đâu nhỉ? Tương lai của chúng ta nó sẽ là như thế này này. Đây. Đây. Controller. Đây này, tương lai này. Đây đây homepage. Lấy ra danh sách tất cả này. Thấy không? Một dòng. Chỉ một dòng thôi. Lưu trữ này, lưu vào DB ấy. Đây còn bằng này dòng. Đây. Xong. Cực kỳ ngắn, code của chúng ta dễ hiểu dã man luôn ấy. Và nó rất là dễ nhìn. Thấy chưa? Mọi thứ chỉ còn một dòng. Và thậm chí cái đoạn này ấy, cái đoạn này này, cái đoạn gán này này, tôi hoàn toàn có thể lược bỏ đi, tôi gọi được một hàm khác. Cái chuyện bình thường. Được chưa? Đó, dùng sẽ ăn sau này code của chúng ta sẽ ngắn đi. Và nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái cách là trước đây chúng ta dùng. Cho nên là tôi đang hướng chúng ta theo cách hiện đại hơn. Cho nên là ngồi viết, tôi sẽ gửi cái này lên trên GitHub. Ngồi hoàn thiện cho tôi. Đây là cái hàm nó giúp chúng ta là insert data vào trong table. Đây là update data vào trong table. Xóa data. Thế thích thì nhận cái delete này dựa vào ID đi. Đúng không? Bởi vì chỉ cần nhận ID vào là xóa được mà. Ở đây là lấy ra một bản ghi từ trong và dựa vào ID. Được chưa? Nếu thích tôi hoàn toàn có thể cho chúng ta luôn cái đoạn này. Và connect bằng new pedo MySQL 2. Cộng với this cho đến host cộng chuỗi chấm phẩy với DB name bằng DB name bằng $this cho đến DB name. Đây, đây nó chính là cái connect kết nối đến cơ sở dữ liệu và sau này sử dụng thì chỉ cần việc là ví dụ có biến STMT bằng $this cho đến connect cho đến prepare cái query kia vào STMT cho đến fetch execute và có một cái biến result bằng STMT cho đến fetch all và chúng ta va đâm cái result này ra. Xong. Đấy, lấy ra thì viết một lần thôi, ra ngoài kia dùng thì chỉ gọi phát xong, không phải làm nhiều nữa. Được chưa? Bây giờ đã hiểu cái PDO này chưa? Nó là cái hàm thôi mà, nó là cái lớp thôi mà. Sau này tôi sẽ hướng dẫn mấy buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái đoạn này. Nó là như thế nào? Nó là hàm constructor, hàm khởi tạo. Đó. Tôi sẽ gửi cái này lên GitHub.
các bạn lấy về và làm. Hả? Cái gì? Cái gì? À ừ, quên đấy. Bởi vì cái bọn B2 nó rất là có lợi thế, bởi vì các cái buổi của nó ấy, thì nó học vào buổi chiều, thì thường thường là các buổi tối của bọn nó đều, tôi đều có lớp, cho nên là tôi ngồi đây tôi đăng luôn, mạng ở đây rất khỏe. Còn lớp chúng ta thì tôi sang bên kia thì mạng nó yếu hơn, tôi với lại thi thoảng vẫn quên. Rồi đấy, làm đi. Chạy thử xong rồi ghép vào cái, với cái code của tôi xem có chạy không. Ghép thử vào cái code ở trong này xem có chạy không. Đinh Công Cần, Nguyễn Thành Cương, Nguyễn Hà Đạt, Đoàn Văn Huy, Trần Minh Ký, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Sơn Nam, Nguyễn Đình Nghĩa, Trịnh Minh Tâm, Văn Nguyễn Thành, Kim Văn Tiềm, Hoàng Kim Tới, Trần Thành Tiến, Cao Quang Tú, Nguyễn Anh Văn, Tạm Lê Bê. Rồi, chạy em được không? Thêm dữ liệu vào đấy. Tên bảng thì phải chiếu vào tên bảng đầu tiên. C, viết chữ C qua đây. Rồi, thêm dữ liệu vào. Đỡ
tăng thôi, nhét còn gì, nhét bừa vào tắt rồi. Đúng rồi, hôm nay cũng xe đi ta hỏi cái của anh họ có đi tìm nhà cũng xem đầu xếp xuống hai chỗ em xuống rồi, đúng rồi. Tên mô, tên cái file, tên cái lớp, tên file chứa lớp phải giống hệt với tên lớp các bạn. Nói có bao giờ chị nghe đâu. Kêu chết với lại kêu giỏ.